Ba đâu? Ba đâu Ngân? Ba. Ba đâu? Ba mà. Ngươi dậy từ 5 giờ sáng tới bây giờ luôn á. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Ngươi quậy quá, ngươi không ngoan gì hết, ba không thương nha. Nay có bác Đức qua chơi, bác Đức ngủ mà. Ngươi không ngoan, ba đây. Bác Đức qua chơi. Sáng luôn rồi, 6 giờ mấy, 7 giờ luôn rồi. Bập. Bập gì mà bập? Ngươi không ngoan đúng không? Tắt đèn tới thui. Chưa đi ngủ từ nãy giờ con. Trời ơi. Cái gì vậy? Chưa đi ngủ từ nãy giờ mà không ngủ luôn. Trời ơi. Ba nói nhiều quá hả? Hả? Ba nói nhiều. Té nha, té nha. Ngươi giỏi nè. Bỏ điện thoại xuống đây cho ba. Bỏ điện thoại xuống đây cho ba, không chơi nữa nha, cho ba xin nha. Ngươi cho ba xin giỏi đi. Cho ba xin đi. Ngươi cho ba xin đi, giỏi. Ba dẹp nha. Thôi ba dẹp nha. Dẹp đi con, không chơi được. Ngươi chơi này không được. Rồi, dê dê ầm đi. Dê dê đi. Cho ba ầm đúng không? Giỏi, dê dê ầm. Bà nói với chị cho ba ầm đi. Giỏi, đi đâu đó? Có chừng té nha. Có chừng té nha. Ngươi quậy ơi. Chơi tí xíu xong mình đi ngủ nha. Xạo không? Ai kêu mắc ói đâu mà ửa? Ai đây? Con này là con gì đây? Hả? Thằng này là con gì đây? Hả? Ai đây? Bạn Bảo Ngư ơi. Tôi là bạn gấu, bạn của Bảo Ngư nè. Bảo Ngư đang làm gì đó? Tại sao hôm nay Bảo Ngư dậy sớm vậy? Bảo Ngư dậy từ nãy giờ luôn. Bảo Ngư không chịu đi ngủ. Làm như vậy là không ngoan nha. Như vậy là không ngoan nha. Biết không? Bây giờ sao? Bọn ngươi chơi với mình tí xíu xong bọn ngươi ngủ nha. Bọn ngươi không quậy nữa nha. Ngủ cho mạnh khỏe nha. Biết không? Bọn ngươi phải nghe lời tôi nha. Bọn ngươi không nghe lời bạn gấu là bạn gấu giận ngươi luôn á. Giận luôn. Bạn gấu đi chơi đây. Bạn gấu đi chơi đây. Bạn gấu đi chơi đây. Ơi rồi 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 rồi. Bạn gấu ở đây với ngươi. Ê. Sao ngươi cắn bạn gấu rồi? Rồi cho bạn gấu đi ngủ luôn rồi. Bạn gấu đi ngủ luôn rồi. Tại sao cắn bạn gấu vậy? Bạn gấu sạch hay dơ mà cắn? Cho ba xin đi. Rồi ba phủi bụi rồi đó. Trời. Trời ơi. Cho bạn gấu xỉu luôn rồi. Bạn gấu xỉu rồi. Nè nè. Ngươi đây xuống đi. Người giỏi lắm nha. Bà biết sợ té rồi đó, bà biết đưa cái chân xuống từ từ. Đó. Giỏi.
tí đó ta. Ngươi gọi. Ừ, con có chừng té nha. Đau chân. Té là đập đầu đau lắm đó. Đau chân. Đúng rồi. Sao bây giờ mình đi về ổ được chưa? Cái ổ mình đây nè. Mình đi về ổ được chưa? Mình chơi nãy giờ lâu lắm rồi đó. Nằm xuống đây. Nè. Ngươi nằm xuống đây. Không chịu hả? Cha mày. Nằm xuống đây. Không chịu hả? Giỡn mặt với ba hả? Rồi xỉu. Nè, nằm xuống đây. Nằm xuống đây, nhanh. Nằm xuống đây ngủ nè. Nhanh đi. Đi đâu nữa? Đi đâu nữa? Bắt đầu leo lên nè. Leo bên đây không có được đâu. Chỉ đi lần lần qua kia mới leo được. Con leo lên đó làm gì? Té nha. Té bể đầu nha. Ngư. Ngư cẩn thận nha. Ba không có đỡ ngư đâu đó. Giờ làm sao? Đi đâu á? Con leo bên đó làm gì? Bên đó đâu có gì đâu leo. Bạn gấu nằm dưới này mà. Bạn gấu. Ừ, bạn gấu đây mà. Con leo lên đó làm chi? Đó, già lắm. Trước sau thì cũng leo lên được à. Rồi, ngồi một góc trong đó luôn. Không bị tự kỷ hả? Ở đây nè. Bà để con gấu lên kia nha. Rồi, bà quăng con gấu lên kia rồi. Con gấu con kìa. Lên chơi với bạn gấu đi. Lên chơi với bạn gấu đi. Té bây giờ nè. Té rồi khóc nha. Giờ con làm cái gì? Trời ơi. Clip bằng ngươi đợt này sẽ có lòng và âm thanh ngáy. Tiếng ngáy thật là đều đặn. Đang quýnh đòn bây giờ. Đâu có gì cho bằng được nữa. Ngươi cho đang đang năng lượng á. Nói hết đất nó mệt ngủ rồi. Giờ kiểu nên nó đắp mền nó không cho nó đắp mền đi coi đắp mền đi. Ừ cho đắp đi trời. Ủa sao cho em đắp mền. Em muốn đắp thì cho em đắp đi đúng không? Ừ chú Đức luôn luôn chiều Minh Ngư nha. Ừ ngươi đắp đi ha. Giỏi quá. Cứ hà. Ừ ngươi đắp đi. Cứ hà. Ừ cứ muốn. À con tự đắp đi. Ừ. Dạng của tôi ấy. Ừ, đắp đi con, đắp đi. Mày đắp không được cái mày la, mày khóc, mày xạo hả mày? Hử? Kiếm ai? Kiếm ai? Kiếm bác đất đúng không? Đứng bên đây nè, nè. Tôi mới nghe tiếng gì nha, tôi mới nghe tiếng ngư địch nha. Ngư hư quá nha, xấu xí quá. Quay clip cho mọi người coi mà địch vậy đó. Sao rồi con? Sao rồi con? Sặc nước miếng hả? Sao? Coi làm gì nè? Kiếm. Kiếm bắt đất. Kiếm chú đất hả? Bóp.
kiếm ai mày, kiếm mày, mày mày ngồi xí láo cá hả mày? Mâm đúng không? Mâm đúng không? Rồi con mâm cái nào, mâm sữa hay là mâm nước? Mâm. Ừ. Đây ba mở nắp ra cho. Mày mở được không? Đây. Ba mở giùm nè. Rồi cảm ơn ba đi. À đi. À ba. À. Rồi. Con già quá. Uống từ từ thôi nha. Sặc bây giờ đó. Chơi chút xíu nữa đi ngủ nha. Nghe không? Ừ. Uống đi xíu thôi hả? À, ba, ba dẹp, ba dẹp. Ba dẹp nha. Con lấy nào. Con chơi này đúng không? Đó, thích chơi vậy đó. Rồi tự chơi mình đi. Ngư đâu rồi? Ngư ơi, ba không thấy ngư ta. Ngư trốn ba rồi hả ta? Ngươi trốn ba. Ủa, ngươi nè. Ngươi nè. Ủa. Chưa đã, bây giờ buồn ngủ rồi nè. Mặt phê. Ba đút sữa cho bú, sướng quá trời. Làm cái gì đó? Ừ? Ngư buồn ngủ rồi các cô các chú ơi. Ngư phê lắm rồi. Nãy giờ quậy quá trời mà. Ngư ngủ ngoan nha. Ngư giỏi nha. Dậy chơi cho đã. Khi nào buồn ngủ cứ nằm xuống bú rồi ngủ vậy đó. Không quậy không quấy. Trộm vía ngư giỏi lắm á các cô các chú ơi. Tai quơ vào á chứ. Ba ngư quậy ý. Sao lấy cái mền che lại rồi? Đắp mền hả? Hay là mắc cỡ gì cô hai? Che lại luôn, không cho các cô các chú thấy mặt buồn ngủ luôn. Thức từ nãy giờ 5 giờ, bây giờ cũng 7 giờ mấy, 2 tiếng mấy đồng hồ. Bữa giờ các cô các chú chắc chưa biết đâu, nhiều lúc bầu ngư ngủ á, bầu ngư biết tự ru ngủ mình luôn đó. Chỉ cứ nằm e là tự ru ngủ cho mình luôn. Nằm tí xíu rồi cái đi ngủ. Hơi nè. Bầu ngư ngủ ngon nha. Bye bye. Bà Ngư đi ngủ đây. Chúc các cô các chú một ngày mới tốt lành, mọi điều may mắn nha. Các cô các chú chúc bà Ngư ngủ ngon đi.